Rồi chào mọi người, lại tiếp tục trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay anh em mình tiếp tục bắt một cái cây, bắt một đó những cái cây cày người. Cây là rất là bự. Tí mình lên mình là bắt, mình sẽ quay lại cho mọi người xem cận cảnh ở trên đó nha. Mình đi bắt hiện tại đây là có anh ở dưới Lóc Điền nè. Hello. Cho anh lên. Hello, chào cả nhà nha. Đó, anh này ở cộng hòa dân trong Lóc Điền luôn. Anh này là người da đen. Người da đen sờ tiên nha mọi người. Da đen. Rồi tí nữa mình lên quay á, mình bắt mình quay cận cảnh cho mọi người xem là cách thức bắt cái tổ ong khoái nha, như thế nào nha. Cảm ơn mọi người nha. Thank you.
Thank you.